Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cay Green lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ của hãng Sinewa. Sinewa các bạn nhé. Mã của nó là S35F. S35F. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng các bạn nhé. Hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Made in Japan. Đó, Made in Japan này các bạn ạ. Và đây, chữ Made in Japan đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả các bộ phận của nó đều dập chữ Sinewa. Sinewa dập khắp nơi luôn. Đây nó cũng có chữ Sinewa nhưng mà nó bị bong thật tem rồi. Trên bộ cần của nó cũng có chữ Sinewa và Made in Japan đây nhé, à, trên cái đầu bò đó chữ Made in Japan đấy các bạn. Con này thì riêng nguyên bản về thì riêng chỉ có chắn cỏ là thay mới, bởi vì là hàng này thì là hầu như là không có chắn cỏ riêng rồi, nó là cái đồ bằng nhựa và nó nằm ở phía trước này, cho nên là nó đất đá rồi là cỏ kiếc nó bay vào thì nó vỡ rồi. Về thì là buộc phải thay mới thôi. Đấy, tay cao bóp zin của nó này các bạn này, tay cao bóp zin nhé, tay cao bóp hai chế độ, hai nấc, bóp lông và bóp sâu, chế quả ga zin, cực kỳ tiện, thiết kế rất đẹp, các bạn có thể thấy chi tiết của nó đây, bình xăng trên thì được rất là nhiều người ưa thích. Đặc biệt là các cái bác ở trong Tây Nguyên, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Đồng ấy, rồi là một số ở Đắk Nông, Đắk Lắk rất thích các dòng bình xăng trên của Sinewa này. S35 và S45 được lựa chọn rất nhiều. Cũng có người là thích bình xăng dưới nhưng cũng có người thích bình xăng trên. Đó là theo sở thích của từng người. Các bạn có thể thấy hình thức đó, đây là zin nguyên bản nhé. Zin nguyên bản. Rất đẹp này. Cái bọc bô xả của nó này bằng thép nhá. Phun sơn đen. Tuyệt vời. Con này đi tum rời nhé các bạn nhá. Chúng ta có thể dễ dàng tháo cái tum này ra bằng bốn con ốc này. Chân trống của nó khá đẹp. Cần xoay 360 độ các bạn nhá. Cần xoay 360 độ, cực kỳ tiện. Bình xăng trên thì là đều là cần xoay 360 độ hết các bạn nhé. Zin nguyên bản luôn từ cái cùm giữ ghi đông này. Đầu bò. Riêng chỉ có chắn cỏ là thay mới thôi. Trên cái ngoắc dây đeo này thì nó có 4 lỗ để lựa chọn cho chúng ta ngoắc tùy từng vị trí cho phù hợp với lại cái nhu cầu làm việc của chúng ta. Con này thì công suất của nó là 35cc, đường kính piston của nó là 37 ly. Đấy, cực kỳ mạnh rồi, 37 ly là được xét vào các cái dòng là máy lớn rồi. Tuyệt vời. Sau đây mình sẽ test nổ tiếng máy để cho các bạn tham khảo một chút nhé. Rất là dễ lổ thôi. Mình sẽ kê cái miếng vải lên để cho nó đỡ cọ sát với lại cái nền xi măng. Mình thao tác này. Công tắc zin của nó đây, chỗ vị trí của nó đây nhé các bạn nhé. Chúng ta có thể đảo công tắc sang bên đây cũng được, hoặc là công tắc để sang bên tay phải cũng được. Bên tay phải nên được, hoặc đảo xuống bên trái nên được. Nếu cho bên trái thì nó sẽ giấu trong cái hốc này. Tuy nhiên là dây điện đấy nó lại lộ ở bên đây. Để bên nào cũng được. Đấy là lựa chọn của chúng ta. Quen tay nào chúng ta để. Rất dễ đổ các bạn ạ. Máy nổ guarantee rất ngon nhé các bạn nhé.
Cực kỳ mạnh luôn các bạn, cực kỳ mạnh, cực kỳ bốc. Bọn này thì là máy móc thì là như mới rồi, bởi vì là cửa hàng mình là toàn chọn những cái con mà nó chủ nhân trước của nó thì nó khá là ít sử dụng. Chọn thì là bằng cách nào thì tất nhiên là cửa hàng mình thì là có hệ thống các cái đối tác phân phối thì người ta đã tuyển chọn thì là hàng bãi này thì có các cái thợ chuyên rồi, người ta sẽ thứ nhất là người ta về hình thức thì sẽ chọn về hình thức ở nhìn phía bên ngoài. Còn cái thứ hai nếu như mà về máy móc bên trong ấy, thì là thợ khi mà mới về nó hàng bãi thì thợ sẽ giật hơi này các bạn nhé. Đấy, giật hơi này xem nó là ấy không, xem nó có hơi nó có căng không. Đấy, hơi có căng không, và nhìn cái hơi bộ hơi này thì là Sinewa, nó có dập chữ Sinewa ở trên máy nhá, nó zin nguyên bản của nó thì chưa qua tháo, kiểm tra những con ốc chưa qua tháo chưa thước, cần thiết lắm thì chúng ta sẽ tháo cái bô xả ra thì là để nhìn cái bộ hơi bên trong thì là nó nguyên lành, nó không có vết xước thì nó là hàng, nếu là hàng chuẩn các bạn nhé. Máy này thì cực kỳ ngon, như máy mới rồi các bạn thấy này. Nhiều khi máy mới giật cũng không dễ lỗi như này, cũng không ngon như này đâu các bạn ạ. Tiếng đổ ra nó đi rất là êm, nhỏ nhẹ và đều. Guarantee nổ êm, nhỏ nhẹ và đều thì chứng tỏ rằng cái bộ hơi rồi là tất cả các gioăng của nó thì là khít kín, không có bị hở hơi, hở gioăng, hở phớt, rồi là chế hòa khí của nó thì hoạt động đều đặn, bơm xăng là đều thì là tiếng nổ nó đều tròn, và có thể là nổ guarantee nó ở mức độ nhỏ được các bạn nhá. Đấy là giữ guarantee nó tốt. Ok, đấy thì sản phẩm này thì trong cái thời gian vừa qua thì cửa hàng cũng ít lên video, tuy nhiên là lúc nào cũng có sẵn. Lác đác thì có một số bác là chủ động nhắn tin hỏi thôi, là có Sinewa không thì là cửa hàng sẽ tư vấn trực tiếp qua Zalo thôi, ít khi lên video. Đấy, bởi vì là thực sự là cái số lượng hàng bọn này thì là cũng không có nhiều đâu các bạn ạ, nó trên thị trường thì nó khá là ít, khá là hiếm để mà cho chúng ta tìm mua. Nó cũng có nhưng mà nó cũng hiếm các bạn nhé, so với là các cái dòng máy khác thì nó hiếm. Cho nên là các bạn nào qua video này thì bạn nào cảm thấy ưng kết thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số Zalo 0983804084 để đặt mua hàng nhé. Giá của sản phẩm và số điện thoại thì mình luôn ghi phần mô tả video. Cửa hàng mình thì khi mua những con máy này sẽ được tặng kèm là dây đeo chắn cỏ, dao phát, ổ cước, tiếp mở buji, một cái buji dự phòng, một cái tua vít lục giác. Đấy, và giá ghi phần mô tả thì là đã bao gồm tiền ship vận chuyển toàn quốc rồi các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì yên tâm, mua hàng thì xin vui lòng là đặt cọc trước 300.000, số còn lại thì thanh toán khi nhận hàng. Khi nhận hàng thì các bạn sẽ được xem hàng trước khi thanh toán, xem hàng đúng cái con máy mà mình đặt ấy thì là các bạn thanh toán tiền. Đấy, ok, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.